Chiều ngày 2 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cùng lãnh đạo một số sở ngành địa phương đã đến thăm viếng các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại thành phố Phan Thiết vào đêm ngày 31 tháng 8, khiến 4 người tử vong. Trước hành động dũng cảm quên mình cứu người, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã truy tặng bằng khen cho anh Nguyễn Hữu Đốn, ngụ thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm cho anh Nguyễn Hữu Đốn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng giao Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết khẩn trương tham mưu công nhận liệt sĩ đối với anh Nguyễn Hữu Đốn nhằm kịp thời động viên gia đình. Trước đó, tối ngày 31 tháng 8 đã xảy ra vụ cháy nghi do chập điện tại nhà ông H, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Anh Nguyễn Hữu Đốn là hàng xóm đã lao vào biển lửa để cứu người bị nạn và không may bị điện giật tử vong. Đến nay, cả ba nạn nhân trong vụ cháy, gồm vợ và hai con nhỏ của ông H đều không qua khỏi.